Hello Kem, đúng như tiêu đề của video thì hôm nay anh sẽ cho Kem gặp chị Thơ Nguyễn. What? Đây đây, bất ngờ chưa các bà già? Lâu rồi không gặp, trông chị ấy có vẻ khá là sành điệu đúng không nào? Tí nữa thì anh sẽ vào trong quay rõ hơn cho Kem xem nhá. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không có ai yêu cầu mà anh lại quay chị Thơ Nguyễn vậy? What? Anh cũng không biết nữa, tình cờ chị ấy đã lên nhà anh thì anh quay thôi. Đùa Kem một chút thôi, thực ra là dạo này có rất là nhiều bạn đã nói với anh là anh toàn quay clip ở trong nhà, trông chán chết, anh đi ra ngoài quay cho thay đổi không khí đi. Chính vì vậy, hôm nay ngoài việc anh mang đến chị Thơ Nguyễn cho Kem, anh còn dẫn Kem đi đến một nơi rất là xa để quay clip cho thay đổi không khí nữa này. Lý do thực sự cho việc này ấy, thì chắc hẳn Kem đều biết là cách đây khoảng hơn một năm thì chị Thơ có tự bỏ tiền túi ra để sản xuất các cái bộ phim để đăng trên kênh Thơ Nguyễn đúng không nào? Yes. Và cái số tiền đầu tư cho một bộ phim như vậy thì có thể lên đến hàng tỷ đồng. Bởi vì chị Thơ đã thuê được một ekip rất là hùng hậu mà. Anh không biết đấy có phải là lý do khiến cho chị Thơ đã hết tiền phải bán nhà ở thành phố để về quê trồng cây nuôi cá hay không. Nhưng mà sau một thời gian cặm cụi ở quê làm nông ấy, thì chị Thơ cũng đã tích cóp được một số tiền nho nhỏ và chị ấy quyết định quay trở lại thành phố để làm sản xuất tiếp. Nhưng mà lần này ấy, với cái số vốn nho nhỏ của mình thì chị Thơ chỉ thuê được một cái ekip nho nhỏ gồm có anh và chị ấy thôi. Hình như có thêm một cái anh make up nữa. Còn ngoài ra thì chị ấy cũng thuê được hai bạn diễn viên rất là dễ thương. Wow. Đêm hôm qua khi anh đang ngủ thì chị Thơ đã bất ngờ ập vào. Chị ấy còn ra lệnh cho anh là: anh hãy mang hết tất cả đồ nghề máy móc của anh lên xe đi, đi theo em. Đây, và anh đã chuẩn bị rất nhiều những cái thiết bị máy móc của anh đem theo chị Thơ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chị ấy sẽ dẫn anh đi đâu nhá. Anh đang quay lén chị Thơ, chắc là chị ấy không biết đâu. Biết. Vậy đem cái kính vào cho nó ngủ đã. Sau hơn 2 tiếng di chuyển thì cuối cùng anh cũng đã tới nơi. Đây là một cái phim trường ở Bà Rịa Vũng Tàu các em ạ. Wow, trùng hợp là hôm nay người ta cũng khai trương luôn phim trường này. Đấy, kia là chị Thơ loi nhoi. Hóa ra là chị Thơ đã đưa anh đến nhà của hai bạn nhỏ rất là nổi tiếng. Hai bạn đấy thì đóng rất là nhiều phim. Và nhiệm vụ của anh ngày hôm nay là quay clip TikTok cho hai bạn đấy. Wow. Đây, một cái phim trường rất là rộng lớn, cũng là nhà của hai bạn đấy luôn thì phải. Tí nữa thì anh sẽ đưa Kem đi khám phá cái phim trường này nhá, xem là có gì đặc biệt mà người ta gọi nó là phim trường nhỉ. Đây chính là các nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Wow, mọi người uống mà không mời anh hả? Tại sao không ai mời nước anh vậy? Anh đến nhà chơi mà không ai mời nước anh vậy? Giới thiệu với Kem, đây chính là bạn Mai Cắt Chi. À không, Mai Cắt Đi. Đúng không ta? Thôi em tự giới thiệu đi. Dạ, em chào mọi người, em tên là Mai Cắt Vi. À Mai Cắt Vi, anh quên, xin lỗi em. Mai Cắt Vi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 15 tuổi. À, em có biết hôm nay anh đến đây làm gì không? Dạ không. Dạ. Hôm nay anh được chị Thơ mời đến đây để quay TikTok cho em. Dành cho bạn nào chưa biết ấy, thì bạn Mai Cắt Vi là một diễn viên rất là nổi tiếng, đóng cực kỳ nhiều phim điện ảnh. Và bạn ấy còn tham gia hai bộ phim của chị Thơ nữa. Nhưng mà bạn ấy chắc là bây giờ không nhớ là phim gì đâu. Dạ, cái phim từng đóng là gần đây nhất là Kẻ Ẩn Danh nè, Bóng Đè nè, phim Hai Phượng. Đó là một số bộ phim điện ảnh em đóng. Còn phim truyền hình thì em có những phim như là Lưới Trời nè, Đánh Cắp Giấc Mơ, cái phim đó lâu rồi. Ồ, nhưng mà dạ, đó là cái vai ác lần đầu tiên và duy nhất của em. Mặc dù rất là nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh rồi nhưng mà bạn ấy còn muốn lấn sân sang làm TikTok. À hôm nay tiện thể thì mình giới thiệu kênh TikTok của Mai Cắt Vi luôn đi. Dạ, kênh TikTok của em là Mai Cắt Vi Official. Mai Cắt Vi Official luôn. Dạ. Đấy, anh sẽ để ở bên này nhá. Bạn nào mà yêu quý Cắt Vi thì có thể follow bạn ấy nhá. Dạ, sắp em... tới thì Cắt Vi sẽ thực hiện những cái clip TikTok do đích thân anh quay. Wow. Nhưng mà dự định của em làm TikTok kiểu gì? Em sẽ làm kiểu beauty hay là sẽ làm kiểu dạ, những cái clip hài hước? Dạ em phá trend cả hai á. Cả hai luôn. Dạ, ý em là em sẽ theo trend những cái chị nào mà đẹp đẹp làm nhưng mà em sẽ phá nó một cách gọi là em sẽ biến tấu nó một chút làm hài cũng được. Dạ. Ok. Và hôm nay nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt ở nhà em ấy thì anh có một món quà dành cho em. Wow. Nhật Tại một viên thôi. Kẹo này ngon lắm. Anh ăn rồi. Tin được. Tin anh đi. Mày ớt. Oh my god. Ớt dở quá, không có cay mà dở quá. Không cay. What? Nhưng mà dở. Nani. Ui, không cay. Không cay nhưng mà kiểu cái vị của ớt nó dở. À, có thể em đã ăn phải ớt ma đấy. Ớt ma là một cái loại ớt cực kỳ cay ấy. Quá đỉnh, không cay. Trời, anh ăn này anh khóc luôn mà. Còn đây cũng là một bạn nhỏ khác rất là dễ thương. Không phải bạn nhỏ nữa, bạn này cũng lớn rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em
Em 17. Wow. Em là chị của Cát Vi đúng không? Dạ đúng rồi. Cát Vi là ác thầm lặng, còn nhỏ này là ác công khai. Tới mức mà nhận được cái giải cho cái sự ác độc của mình. Ghê vậy. Ác tới mức đó luôn á. À, anh nhớ rồi. Bạn Mai Mỹ Ngân này hình như cũng đóng phim của chị Thơ rồi đúng không? Đúng, đóng vai ma, ác tới câu đó mà. À, ác quá phải đóng vai ma. Nhưng mà bình thường anh thấy cũng hiền mà. Nhưng mà thực sự là bạn ấy vừa được một cái giải gì người ta công nhận cho cái sự ác độc của bạn ấy. Đấy là vai phản diện hả em? Dạ đúng rồi. Mà anh nghe nói là em cũng có ý định lấn sân sang TikTok đúng không? Dạ. Làm TikToker hả? Vâng. Làm diễn viên không đủ bận rộn hay sao mà còn muốn làm cả TikToker nữa? Em thấy em lên làm diễn viên em ác quá, người ta chỉ thấy được cái mặt đó của em thôi nên em muốn làm TikTok. Thì hóa ra là em vẫn còn ở bên ngoài là em rất là hiền đúng không? Dạ. Bình thường là em chỉ diễn thôi hả? Dạ đúng vậy. Thế thì kênh TikTok của em tên là gì? Dạ, kênh TikTok của em tên là yourbay.mngân. Ui, khó nha. Thôi để anh để hiển thị ở đây vậy. Dạ. Hôm nay anh đến đây cũng có một món quà tặng cho em. Ta-da. Em chọn đi. Ngon lắm. Sao? Sao vậy, ngon không? Cái mùi ghê lắm. Mùi ghê á hả? Mùi ớt ghê quá hả? Nó sọc vô cổ họng luôn. Cay không, cay không? Nó cay hơn mấy cái mùi cay em hay ăn. Vậy là em có thể là em đã ăn phải cái loại hơi thở của rồng rồi. Cái ớt cay nhất luôn ấy. Nhưng mà công nhận là bạn ấy ăn cay giỏi thật. Quá giỏi luôn. Đợt trước anh ăn ấy, anh khóc luôn mà. Nãy anh cho em ăn cay quá trời luôn. Thôi xin lỗi mà. Ai bảo em chọn em xui thôi. Cái đấy là một trò chơi thôi mà. Thôi không sao. Bình tĩnh đi, bây giờ anh bồi thường cho cái khác nhá. Hả? Đây. Thạch sữa lo tham mưu luôn. Wow. Trời đất ơi. Mặt ai biểu cảm lố vậy vậy? Anh chỉ thấy xấu thôi mà, làm gì lố đâu. Đấy là mặt chị Thơ Nguyễn đấy. What? Chị Thơ Nguyễn hả? Ừ. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á. Không mà đẹp cà chê luôn. Tuyệt vời. Ủa mà cái sao này... mà em sống hai lòng vậy hả Mỹ Ngân? Ngon không? Ngon lắm luôn á. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em ăn thạch sữa à? Dạ đúng rồi. What? Trời ơi, đúng là kém quá. Ngon không? Còn không cho xin miếng. No. Bảo, phần em đâu? What? Bạn ơi, em ăn có cay đâu? Đâu có. Cay quá, em nhớ không cay luôn á. Nãy em đâu, không đâu. Trời ơi. Cay quá, cay quá. Cho xin miếng nào. Thôi, thôi, đây. Của em đây. Yes. Trời ơi, vị cam vị em thích luôn á. Ủa, mình chị Thơ Nguyễn của em đâu anh bảo? Em muốn hình chị Thơ Nguyễn à? Dạ. Thế để anh chụp chị Thơ Nguyễn xong anh dán ở đấy nhá. Mà em đã ăn thạch sữa này bao giờ chưa? Dạ rồi chứ. Ăn rồi á hả? Wow. Ngon không? Dạ ngon, trời đất ơi, cái này mà không ngon nữa thôi á. Hồi đó em hay mua trong Co.opmart á, nhưng mà giờ nó hơi khó tìm. À đúng rồi, bây giờ thì... À không, bây giờ em có thể mua ở trên Shopee, trên Lazada. Có nhiều chỗ để mua lắm, mua online ấy, bây giờ mua online cực kỳ dễ luôn á. Ủa thì khó, thôi để mua em đặt. Chứ nhiều lúc em cũng lội ra Co.opmart. Bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị đồ để bắt đầu quay TikTok. Yeah. Lần đầu tiên anh đi quay TikTok chuyên nghiệp luôn đấy các em. Anh đã mang theo cực kỳ nhiều đồ. Ấy, cẩn thận cái đèn ấy, đắt tiền lắm ấy nhá. Wow, ở đây có một vườn sen và mấy cái nhà nhỏ nhỏ rất là đáng yêu luôn này. Đây là nơi mà các bạn ấy sẽ chuẩn bị. Đó, đầu tiên là phải make up. Cái trend biến hình ở trên TikTok thì nó gọi là trường tồn thôi, nó sẽ không bao giờ có thể hết trend được đúng không các em? Hết trend này rồi lại đến trend khác, có vẻ như là người xem top top thì người ta rất thích, rất mê mấy cái đẹp. Ban nãy anh thấy lúc chưa make up ấy thì cũng đã đẹp sẵn rồi, bây giờ make up lên thì phải làm sao? Đẹp hơn hả? Có chắc không? Thay đầu luôn. Wow. Đây là gương mặt lúc trước khi make up của bạn ấy. Sau đấy thì không biết là sẽ như thế nào. Đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi nha. 1 hour later. Và đây chính là kết quả. Wow. Cuối cùng. Các em thấy bạn ấy có xinh không? Yes. Hơn một tiếng miệt mài make up đấy. Đó, tạo dáng đi em. Rồi, máy chạy. Tới khúc này thì anh phải tập trung quay TikTok cho hai bạn ấy nên không thể quay vlog nhiều cho các em xem được. Hai bạn Ngân và Vi cũng nói rằng đây là lần đầu tiên các bạn ấy đầu tư nhiều công sức cho clip TikTok như vậy. Cũng là lần đầu quay top top nghiêm túc cho nên là vẫn còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Vậy mới biết, một clip TikTok trên mạng nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực sự thì nó rất là kỳ công đấy các em ạ. Các em có đoán được đây sẽ là clip gì không? 2,
thần thái lên rồi hớt cái tóc đằng sau xíu là đó đúng rồi, cười rồi dán cái má qua một bên chút xíu nhẹ nhẹ thôi, ok rồi liếc một bên đó rồi nhìn máy cười rồi ngoạ mì gió, ok bye bye. Anh nghe nói là Cát Vy nói tiếng Anh giỏi lắm, bây giờ em có thể nói cho anh một vài câu tiếng Anh được. Hi everyone, my name is Owen, and for your information, Owen is my other name. I was participate in the movie Bad Blood as Hing. The movie was talking about a girl who got kidnapped while she was looking for a job, and her dad, who was a gangster. Wow. Sau khi quay xong thì trời cũng đã xế chiều, lúc này anh mới rảnh để đi khám phá tiếp phim trường và quay cho các em xem. Đích thân mẹ Cát Vy và Mỹ Ngân cũng đã đưa anh đi đấy. Phim trường này rộng tới 1 hecta nên là có cực kỳ nhiều bối cảnh quay luôn, đi mỏi cả chân mà vẫn chưa hết. Chào các bạn, mình là Mỹ Ngân. Chắc các bạn suy nghĩ là diễn viên thì sẽ nhiều tiền lắm đúng không? Ở nhà lầu xe hơi, giàu sang rộng rãi. Nhưng mà không, giới thiệu các bạn, đây là nhà của mình. What? Nhà lá. Vậy là tối em ngủ ở đây hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, có nhiều nhà đẹp thế mà lại ngủ nhà này. Anh phát hiện ra ở đây còn có một cái cầu khỉ nữa này. Ngân thử đi qua xem nào Ngân, đi qua cho anh xem nào. Wow, bạn khỉ này giỏi quá. Đây là một cái sạp để chúng ta có thể bước ra đây ngắm cảnh chiêu chiêu, hoặc là để rửa chén. Nhưng mà rửa chén ở đây thì nước cũng không sạch lắm. Còn kia lại là một cái cầu khỉ, và lại một có một con khỉ nữa kìa. Ngoài ra thì ở đây chúng ta còn có một cái căn nhà tôn. Nhà này thì cũng giống như kiểu là cái nhà mà ngày trước anh và chị Thơ cũng đóng phim đấy các em. Nhưng mà cái nhà này thì có vẻ là nó khang trang hơn, nó sạch sẽ hơn. Những cái căn nhà cái kiểu xưa cũ như này thì rất là phù hợp với những cái bối cảnh ở phim Việt Nam ở vùng quê đúng không nào. Bên trong nhà thì thực ra vẫn chưa có gì đâu. Nếu mà muốn có ấy, thì đoàn làm phim phải set up, phải thiết kế những cái dụng cụ đồ dùng ở bên trong. Ở đây còn có rất là nhiều cây cối và nhiều loại trái cây luôn. Đây là một cây măng cụt này các em. Anh có thể thò tay lên hái nhưng mà tiếc là nó chưa chín. Mai mốt nó chín ấy, anh mà đến đây quay phim là anh tha hồ mà ăn. Đã luôn. Wow, ở đây anh còn bắt gặp một cái quán lá nữa này. Đúng là cái khu vực này chúng ta có một hệ sinh thái có thể làm thành một ngôi làng luôn cũng được đấy các em ạ. Cái quán lá này thì vẫn chưa có ai bán hàng cả. Một cái điểm mà anh thấy rất là thú vị ở cái phim trường này ấy, đó là bây giờ đã là 6 giờ tối rồi nhưng mà không có một con muỗi nào. Ở đây rất là mát nữa, đặc biệt là không có đỉa, không có vắt. Ở những cái phim trường khác ấy thì giờ này anh không thể nào chịu nổi bởi vì anh sẽ bị muỗi bu đầy và đốt kín người luôn. Nhưng mà ở đây đặc biệt là không có muỗi, cực kỳ hay luôn nha. Ở đây thì chỉ có những bạn cún dễ thương thôi. Đây. Bạn này không biết cái chân bị làm sao ấy. Nào lại đây anh xem nào. Bạn này cưng quá. Ở bên này thì còn có một cây cầu và một cái nhà chòi nữa này. Wow. Nhưng mà có vẻ như là những công trình này thì vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Sau này mà hoàn thiện thì chắc là nó sẽ đẹp hơn. Wow, các em có thấy điều gì đặc biệt kia không? Wow. Đó là một căn nhà lênh đênh giữa mặt hồ kia. Còn có một con thuyền ở bên cạnh nữa. Anh sẽ phải tới gần để khám phá mới được. Cái nhà này hình như là nổi 100% trên mặt nước. Đã thật. Anh sẽ thử bước xuống xem nào. Cũng khá là chắc chắn đấy. Người ta đã cố định nó lại thì phải. Bây giờ thì anh đang đứng trên căn nhà nổi. Chắc là các em cũng đang có suy nghĩ giống anh đúng không nào? Nếu mà thực hiện thử thách 24 giờ ở trên này thì còn gì bằng nữa. Và điều đặc biệt ấy, cái căn nhà này còn có thể di chuyển được. Nếu mà cắt dây ấy, chúng ta có thể lênh đênh ra giữa hồ luôn. Yes. Đã thật. Hôm sau thì nhất định anh sẽ đến phim trường này thuê hẳn một ngày để thực hiện thử thách 24 giờ lênh đênh ở trên cái căn nhà này. Yeah. Căn nhà này thì rất là đẹp, chắc chắn lại còn đầy đủ. Không có đầy đủ tiện nghi lắm, anh sẽ phải chuẩn bị nhiều đồ. Anh sẽ phải mang rất là nhiều đồ vào trong này. Nhưng mà nó cũng khá là rộng. Phía bên này thì chúng ta có một căn nhà gỗ. Cái căn nhà gỗ này thì nó kêu cọt kẹt hơi bị ghê luôn. Đây cũng có thể coi là một cái quán. Đây, người ta có một cái bàn để bán hàng ở đây. Nhưng mà cái cửa nó kêu cọt kẹt đáng sợ quá, làm cho anh liên tưởng đến những cái bộ phim kinh dị. Khuôn viên của phim trường này thì rất là đẹp luôn này các em. Ngoài ra thì ở đây còn rất là nhiều căn nhà nữa mà anh chưa kịp khám phá hết bởi vì bây giờ trời cũng đã tối rồi. Hôm sau nếu có dịp thì anh sẽ đến đây và quay nhiều cảnh hơn cho các em xem nhé. Còn bây giờ thì video của anh tạm thời kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video sau.